Các bạn thân mến, lá sung, lá ổi là một trong những bài thuốc dân gian để chúng ta chữa các con vật nuôi ăn khi mà phòng và chữa đi ỉa. Thì đó là một cái điều rất là tốt khi mà chúng ta biết tận dụng những cái bài thuốc dân gian, bài thuốc của bên dược. Đấy, các bạn nên thí điểm cho những cái như sau. Thứ nhất là lá sung và lá ổi. Đây là một cái buổi sáng mình gọi là phòng. Đấy, mình cho nó băm cái lá sung ra để cho nó ăn. Đấy, các bạn thấy là cái lá sung này thì một trong những cái thành tố của nó là vừa phòng và chữa đi ỉa mà nó lại không có kháng sinh các bạn ạ. Ra đường đấy là cái đúng đường là lối không nên là đúng cái đường xuống không phải chạm xe. Đa điều. Lấy thêm một cái thùng nữa đây, bắt thêm 2, 3. Các bạn, hôm nay là 8 tháng 3 nhé, ngày quốc tế phụ nữ. Được ngày em cũng xuất con giống cho các bạn, hàng trăm con luôn. Các bạn mà đặt con giống thì cứ liên hệ cho mình là 033 5305 982. Rồi. Phiếu. Cái này 30 con đã chuyển khoản đầy đủ về Chảo Thanh Lâm Xuân Thanh Hóa nhé các bạn nhé. Ông thì 2, ông thì 5 con, ông thì 5 con, ông thì 7 con, 2, 4, 5, ông thì 7 con, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 10 con này là về Hải Phòng. Đấy, đại lắp luôn. 5 con này là về Thanh Hóa. 5 con này là về Thanh Hóa, bến xe phía Tây Thanh Hóa này. Bến xe phía Tây Thanh Hóa. 2 con này thì về tận đâu ấy. Mình gửi kèm luôn cả cái kỹ thuật nuôi đà điểu các bạn nhé. Mỗi một nhiều con giống mình gửi rất là chuyên nghiệp các bạn nhé. Mọi chi tiết các bạn liên hệ cho đồng chí Thao ở Ba Vì là 033 5305 982, 0989177982. Hàng là có mã số niêm phong vào hàng. Mỗi một người gửi này là mình có thông tin cầu kim cực công trị bảo lạc các bạn. Còn mỗi thùng bên này là 10 con. Như vậy là hôm nay là mùng 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ, thì mình gửi là 1, 2, 3, 4, 10, là 50 con đà điểu các bạn nhé. Trong đó là sẽ có những khách hàng như chúng ta là sẽ về làng Chảo Thanh Lâm Như Xuân Thanh Hóa có 3 thô đấy, rồi mình sẽ gửi về bến xe cầu rào đấy, rồi mình cũng gửi cả về
về bến xe phía Tây Thanh Hóa, bến xe phía Tây Thanh Hóa. Rồi mình gửi về Hương Thịnh, Bảo Lạc, Cao Bằng. Đó, các bạn nhé. Mọi chi tiết các bạn liên hệ để tư vấn kỹ thuật là 033 5305 982 và 0989 177 982 để được đặt con giống. Giới thiệu với các bạn là mỗi một khách hàng thì chúng tôi đều có những cái cuốn tài liệu như thế này. Các bạn sẽ nghiên cứu và mặt sau của cái phiếu này sẽ có những cái lưu ý khi mà nuôi con giống đà điểu. Ở phần phía dưới thì mình sẽ gửi kèm cả những cái thuốc. Cái thuốc úm này để cho các bạn dùng trong vòng 1-2 tuần đầu. Đấy, bên mình cũng nghiên cứu rất kỹ rồi. Có những cái gì mà cần hỗ trợ sau này khi nhận con giống thì các bạn cứ liên hệ kết nối Zalo và điện thoại hoặc là gọi điện để các bạn có thể là được hỗ trợ tốt hơn. Và sau một tuần thì bên mình bao giờ cũng sẽ gọi điện lại khách hàng để khảo sát cũng như để thăm hỏi và cũng như là có những cái hướng dẫn cụ thể hơn, kết hợp tốt hơn. Có lẽ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Hôm nay là mùng 8 tháng 3. Có lẽ là mình cũng xin gửi lời chúc tất cả các mẹ, các chị, những người tế phụ nữ hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. 60 con đà điểu đi của ngày mùng 8 tháng 3 các bạn nhé. Đi rất nhiều rồi, gửi rất nhiều phiếu. Bến xe Cầu Rào rồi về Như Xuân Thanh Hóa rất là nhiều. Về bến xe phía Tây Thanh Hóa và về Cao Bằng. Về Cao Bằng. Cao Bằng. Okay. Như vậy là xe đã đến rồi các bạn nhé. Như vậy là xe Hải Loan đã đến rồi.